Có lẽ tôi nhìn cũng thể là cầu của nghệ sĩ Khánh My. Thì một lần nữa, một tràng pháo tay chào đón với hai chung bạc vòng cổ trở lại với chương trình. Nghệ sĩ Nguyễn Văn Hợp và nghệ sĩ Võ Ngọc Quyền, hai chung bạc vòng cổ. Một tràng pháo tay chào đón hai chung bạc vòng cổ. Của một bé gái thì muốn người dân Hợp cùng với dân Ngọc Quyền hát một trích đoạn cái lương đêm lạnh chùa quan thì bé mới chịu về, không là khóc không ngủ luôn. Thì thôi quý vị thông cảm, quý vị ơi, để đáp lại tấm chân tình của đại gia đình cũng như một cháu bé đã yêu mến người dân Hợp cũng như dân Ngọc Quyền, xin gửi đến một trích đoạn cái lương cũng rất nổi tiếng được mang tên Đêm Lạnh Chùa Quan. Người gia đình cùng lắng nghe. Bảo suy Sơn ơi, nếu kiếp này mình không nói duyên nợ thì xin hẹn lại kiếp lại sinh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tiện với đưa một mối tình ngang trái rồi sẽ đi vào cõi chết hôm nay. Sơn ơi, tại sao chúng mình lại chém giết lẫn nhau khi anh và em vẫn một lòng rồi cũng đành ngăn cách cạn chung rượu này rồi mình vĩnh viễn chia xa. Nào hãy uống đi, hãy uống đi hồ muối người cô gái tôi yêu, và hãy tuốt im đi hỡi Bảo Xuyên quận chúa. Xin thành cảm ơn tiếng hát ngọt ngào của Chuông Bạc Vọng Cổ Nguyễn Văn Hợp và Chuông Bạc Vọng Cổ Võ Ngọc Quyền ạ. À.